Sự thật cảnh quay đi xe của các diễn viên. Và sự thật. Nó quay rồi, đúng chiếc quay là phải nóng này. Lên anh Phúc ơi. Ok, Honda. À dạ. Lúc đầu anh ngủ em đi nhậu đi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Cảm giác giống như là anh chạy xe Honda mà đang chạy trên mây vậy á. Ngồi trên cao lướt thôi. Phải. Mà có sợ gì không? Có sợ gì không? Sợ nhất là cái xe Honda nó dựng trống á. Rồi nó gạt rớt trống xuống, xe nó có thể tuột ra phía sau hoặc là lật qua lật lại nè. Dây thì giữ nó cũng nguy hiểm. Chỉ sợ tuột ra phía sau. Nãy có cái khúc mà anh tài xế mà anh chạy mình lên cái dốc á, lên dốc cái xe nó chống chống rớt xuống rồi muốn tuột cái xe ra phía sau ghê quá ha. Sợ em thì sợ nó rớt cái cản phía sau á. Nữa nè, hồi nãy em thấy có rất là nhiều người đi đường, người ta gọi tên anh nhờ và nhận ra anh Hoàng Phúc, thì anh thấy sao? Thì anh cũng hello, xong rồi anh nói Bùi Tấn Hảo nè, cái ta cũng nói ôi hả. Đường dài tôi bước một mình trong cơn mưa, tôi vẫn cứ là tôi.